Xin chào các bạn. Today we are gonna go shopping and my mommy's gonna help me and I am gonna go and shopping too. And get all of the stuff and I am Liam's gonna help too and we can get anything we want. Yeah, okay. So, how about you, Liam? Yeah. You going to shopping too? Yeah. And we are having a little bit of junk food. What kind of junk food? A little bit. When we don't do McDonald's and shopping, mommy. I don't know, but maybe we should get our favorites that we like to eat. Already cold now and raining. Come on, quick! It's raining, darling. Come, quick, 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 quick! Run, everybody! See the rain, everybody. Oh, it's coming on my feet. Yes. Because I'm very dumb right now. Come, quick! Walk inside here. Here, Sophia. We are. Who's Sophia? Help Liam. We are shopping now. Yeah. And we are already here. Mommy, you can do here. Yeah, can talk. Talk, Liam. Eat some food. Some food. So we are at the shops now. Now we are going to go shopping. What should we go? Yeah. Not too much, darling. Listen to me. Mommy, this one doesn't have too many. Only two. What else? This way, go get sprout for mommy first. No. Oh, there's the sprout. So I got the sprout. Oh, I can do it. Hey, one more, hey, Liam. Say, I need sprout. We got some sprout. Okay. Okay, let's go. What's there, Liam? This is juicy. And okay, Liam, turn. This? Yes. Put in there, please. Good job. Oh, don't do that. Okay, put it there. What is it? We're having a little bit of junk food. Sorry, Fia, that's not expensive. No. Expensive. Okay. Hold it out. Hey, that's expensive. Sophie, you want this one or this one? This one better? No, this one's better. It has flashing and it's very salty. No, it's not soap. Come on. Go see popcorn. We got popcorn. Yes. One more? Get one more? We can do this one. That one is not expensive. No, not that one. Next one. Triple one, yes. Come on, let's go. No, it's alright. Let me do it all the time. Rồi thì Linh xin chào các bạn nha. Hôm nay Linh nấu hủ tiếu mì xương ăn nè các bạn ơi. Mì dạng giống như là mì hưng ký rồi nấu gì vậy đó. Nấu
Thì đây Linh nấu hơn chút xíu nước nè, Linh bỏ cái củ hành lên. Đó, củ hành lên. Rồi ở trong đây á, là Linh có xương nè, sườn á chứ không phải xương nữa. Sườn là Linh mua về Linh rửa sạch sẽ với chanh với muối rồi Linh luộc sơ rồi. Rồi ở đây là Linh có tôm khô nè. Rồi khô mực nè, khô mực Linh cũng rửa sơ rồi. Rồi xong rồi Linh nướng sơ rồi, ở đây củ hành với củ tỏi bầm ra đó. Nhà Linh sẽ khìa lên, còn cái này là Linh chế nước với lại bỏ củ hành vô cho cái nước nó thơm chút với lại nó trong á, nó ngọt nước. Rồi bây giờ Linh sẽ khìa cái tôm khô với lại củ hành của tỏi này rồi để bỏ vô cái nước lèo cho nó thơm. Hello everyone. Today I'm eating the noodle that mom made me just then. So now I'm gonna try it, what it tastes like. So here's the meat. That is very soft, pretty good. Now I'm trying the noodles. It's good. I reckon this needs like a little bit of taste more, because the noodle doesn't have like a taste to it, but it's still good. It's very good. Okay, now I'm gonna finish eating this. So now it's my turn, my mom's turn to have her turn to eat her own noodles. So I'll see you next time. Bye. Ta eat now. Rồi, Linh xin mời các bạn cùng ăn tối nha. Tô mì nè, thumbnail. Look at cheese. Cheese. Okay. Rồi, eat now. Rồi, đây các bạn, Linh mời các bạn cùng ăn tối nha. Rất là ngon luôn, một tô mì nóng lạnh luôn. Liam nè, Liam là ăn từ hồi nãy giờ trước rồi. Với Sophie thì ăn cơm. Sophie á là người châu Á, không thích ăn mì. Nha, không thích ăn mì, đúng rồi. Trời ơi, một cái tô mì này nhóc luôn. Spaghetti and vegetables. Noodles, yeah, mommy like vegetable. And noodles. Yeah. Hôm nay ăn một tô mì quá nóng lạnh. Mommy. Yes. Sophia thì không mommy, có thích ăn mì, mommy, thích ăn mommy, cơm. Mommy, mommy, I don't see fish there. Nah, you want this? You want my noodles? I don't want. Nên rắc tiêu để hấp miệng mommy, nước. Mommy, mommy, are you wait on my noodles? Okay, you can eat now. But why are you eating? Nước ngọt quá, bây giờ Linh sẽ chan một nước mắm ớt vô. Ah, ew.
Shoot, go away, Phil. Let's shoot. Bắn pháo. Shoot. Các bạn ơi, cái cọng mì y như mì tàu luôn á. Liam sắp đau ý rồi nè. Quá ngon luôn các bạn ơi, ăn một tô là no nóc tới mai luôn. Linh cho hai đứa mà ăn chơi cho chung với Linh cho vui chứ nãy hai đứa ăn xúc xích no lắm rồi. Con để cái điện thoại này cho hai đứa coi nè, cho vui. Tại bây giờ là 7 giờ mấy rồi. Nãy Linh nấu hủ tiếu xong á, nấu nước súp xong á, rồi Linh đi chợ. Cho nên nó là về là ăn trễ. Nước lèo ngon. Cái này thiếu hành phi hay tỏi phi nè. Mình thích chan nước mắm ớt nhiều vô ăn cay ngon. Why you don't want to try noodles? Because I don't like that. Because when I taste them, it tastes... Good. It tastes yummy. No, when I taste it, I love you, mommy. I love you too, baby. It tastes so soft when I bite it. That's why I don't like it. Lâu lắm rồi Linh mới nấu lại hủ tiếu đồ này nọ đó, rồi xương nè, xương mà nó có cục sụn răng á, Linh thích ăn lắm, chấm nước mắm ớt nữa. Ew, mommy, you sprayed it on me. Again. It was turned off because nobody was talking. Nancy gọi điện thoại Linh nói chuyện mà giờ cái tô mì nó nguội luôn, tại vì ngày qua Nancy cho Linh một cái tô hủ tiếu xào á, chao khỏe thẹo á. Linh đang á kìa. Giờ Nancy gọi cảm ơn cái tô mì. Mà nói lâu quá tại Nancy sắp đi Singapore, mới về có 2-3 tuần giờ đi Singapore nữa rồi. Mommy. Yes. Thì vậy thôi Linh cũng xin kết thúc cái video này tại đây luôn nha. Bây giờ Linh đem hâm lại Linh ăn chứ nó nguội lắm rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye. Bye bye darling. Say tạm biệt cô chú. Say tạm biệt cô chú. Đó, good night. Rồi anh ngậm cái miệng.